siêu xe tải. Chào Lily, có vẻ như hôm nay bạn phải bó tay trong việc bắt tụi nhỏ đi ngủ trưa rồi. Thôi nào các em cần phải nghỉ ngơi để ngày mai còn đi tham quan đường đua cùng trường nữa. Ôi trời, xong, hy vọng là xong rồi. Ôi trời, Thầm Nhí tỉnh giấc rồi. Có lẽ bạn nên tắt hết đèn đi Lily, rồi các bé mới ngủ được. Ôi không, Lily, có vẻ như phải nhờ tới siêu xe tải rồi. Lily muốn nhờ bạn giúp Kha à? Cô ấy đang trong lũ trẻ mà chúng thì lại không chịu ngủ trưa. Bạn giúp được không? Bạn sẽ chuyển hóa thành gì Kha? Ồ, tuyệt thật. Một xe ru ngủ. Wow, là cát ma thuật. Tuyệt, một cái gối. Giờ thì đi ru ngủ các xe hơi nhí nào. Bạn có thể thoải mái rồi Lily, siêu xe tải đến giúp rồi nè. Các xe hơi nhí rất thích thú khi thấy bạn đó siêu xe tải. Siêu xe tải nói đúng. Wow, những cái gối êm ái. Thank you.
Đúng là ý kiến hay. Tưởng tượng về buổi dạ ngoại ngày mai nào. Bạn làm được rồi, siêu xe tải. Chúng ngủ hết rồi. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ siêu xe tải. Tận hưởng chuyến đi chơi nha các em. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Siêu xe tải. Chào Dan. Chào Ethan. Đó đúng là một tòa nhà lớn cần phải phá sập. Chuẩn bị nào. Sẵn sàng. Ném. Không hề có một chút sức mẻ nào hết Dan à. Sẵn sàng thử lại lần nữa chưa? Tội nghiệp bạn quá Dan. Nó không có hiệu quả. Cách này không hiệu quả với tòa nhà rồi. Bạn nói đúng đó Ethan. Đây là công việc dành cho siêu xe tải. Dan cần phá hủy một tòa nhà, Kha. Nhưng bạn ấy quá nhỏ. Bạn có thể giúp không? Bạn sẽ biến hình thành phương tiện gì? Wow, đúng là một quả cầu phá bê tông khổng lồ đó siêu xe tải. Hãy đi hạ tòa nhà xuống nào. Giờ bạn biết tại sao Dan cần giúp rồi chứ, siêu xe tải. Cẩn thận đó mọi người. Wow.
giờ siêu xe tải cần bạn giúp đó Dan. Bức tường đó cũng cần phải bị hạ xuống, và kích thước của bạn cũng hoàn toàn phù hợp cho việc đó. Dễ dàng như chơi vậy. Nhìn kìa, mọi người đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Tụi mình đã hoàn thành việc này khi làm việc cùng nhau. Thật là một ngày thành công. Cảm ơn siêu xe tải. Tạm biệt mọi người. Hẹn lần sau gặp lại. Xe tải biến hình Car. Chào Amber, hôm nay bạn khỏe không? Ôi Amber, bạn có sao không? Ồ, bạn đang trên đường tới thăm Tom sao? Bạn ấy bị bệnh đó. Chúng ta cần tìm người để thay bạn làm việc. Ở đây nha, mình sẽ đi gọi xe tải biến hình Car. Bạn ấy có thể sẽ giúp được bạn. Car, xe cứu thương Amber bị hư rồi. Cô ấy là bác sĩ duy nhất ở thành phố này, mà Tom hôm nay lại bị bệnh. Bạn là người duy nhất có thể giúp được đó. Yeah, Khan. Được rồi, nhanh lên nào. Amber ở phía trước đó. Nhìn kìa Khan, Amber đây nè. Amber à, mọi chuyện đã ổn. Khan đã tới rồi. Amber, Khan sẽ đến gặp Tom, nên bạn không cần phải lo nữa. Ta tới rồi Khan. Chào Tom, Amber gặp tai nạn trên đường nên Khan đến thay cho cô ấy. Chuyện gì xảy ra với bạn vậy? Thank you.
Ồ, bạn sốt mất rồi. Tom, nói A đi. Được rồi. Giờ bạn tặng hắn được không? Chà, Tom à, dạo gần đây bạn làm việc nhiều quá đó. Không có gì đáng lo, bạn chỉ cần nghỉ ngơi là ổn thôi. Và bạn phải nhớ là ngưng làm việc trong một vài ngày. Chà, đúng là một sự giúp đỡ tuyệt vời, Khan. Cảm ơn bạn. Tới lúc về rồi. Tạm biệt Tom. Tạm biệt Kha. Hẹn gặp lại.